Các bạn đang theo dõi kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Thưa các anh chị, thưa các bạn, đại dịch COVID-19 từ khi bùng phát tới nay đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới và làm xáo trộn mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Có thể nói, suốt hơn một năm qua, tín hiệu khả quan là rất thấp khi mà nhiều quốc gia phải đối mặt và chạy đua với cuộc chiến này. Câu hỏi khi nào cuộc sống của chúng ta mới trở lại bình thường, khi nào đại dịch mới kết thúc, là câu hỏi mà nhân loại đều quan tâm. Gần đây, một thần đồng tiên tri người Ấn Độ đã đề cập đến vấn đề này. Cái tên Abhigya Anand đã được truyền thông thế giới để ý đến khi mà đưa ra những lời tiên tri về tương lai thế giới. Nổi tiếng nhất chính là việc tiên đoán sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ Trung Quốc từ cuối năm 2019. Hãy cùng lắng nghe những lời tiên tri của thần đồng người Ấn Độ này dự báo gì cho câu hỏi đang được nhiều người quan tâm trong video sau đây. Đại dịch COVID-19 khi nào mới hết? Lời tiên tri đáng sợ của thần đồng Ấn Độ liệu có thành sự thật? Abhigya Anand, 15 tuổi, được ca ngợi là thần đồng tiên tri người Ấn Độ. Người từng dự đoán chính xác đại dịch COVID-19, mới đây đã đăng tải một video mới lên kênh YouTube với hơn 1 triệu lượt theo dõi của mình. Nội dung video nói về việc làm thế nào để chúng ta ngăn chặn đợt dịch tiếp theo. Thần đồng tiên tri Abhigya cho biết tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ trong 2 tháng qua thật đáng buồn. Khi đợt dịch thứ 2 bùng phát mạnh mẽ, khiến hệ thống y tế nước này sụp đổ. Abhigya tin rằng nếu chính phủ, các nhà khoa học và cả những người dân bình thường có thể làm theo luật chiêm tinh cổ đại và y học cổ truyền từ tổ tiên thì có thể tìm ra cách phòng chống dịch bệnh. Abhigya nói rằng khi các nhà khoa học và chính phủ các nước nói về phòng chống dịch bệnh, mối quan tâm đầu tiên và lớn nhất của họ là tiêm chủng vaccine. Tuy nhiên, Abhigya lại tin rằng tiêm chủng không phải là giải pháp cho vấn đề này. Abhigya lấy ví dụ về Seychelles và Chile, những quốc gia từng có tỷ lệ tiêm chủng thuộc top cao nhất thế giới. Israel và Vương quốc Anh cũng có tỷ lệ tiêm chủng nhanh chóng, nhưng dịch bệnh vẫn bùng phát. Abhigya cũng đặt ra câu hỏi về biến chủng mới của virus và tin rằng vào ngày 20 tháng 6 tới đây, một sự kiện khủng khiếp liên quan đến đại dịch COVID-19 sẽ xảy ra. Abhigya tin rằng khả năng miễn dịch tự nhiên của con người là hiệu quả nhất và đây cũng chính là chìa khóa để đánh bại đại dịch. Abhigya cho rằng nếu mọi người cùng nhau đoàn kết, nâng cao sức khỏe tổng thể, duy trì lối sống lành mạnh thay vì phụ thuộc vào thuốc thì cuộc khủng hoảng có thể giải quyết ngay cả khi đợt dịch tiếp theo xảy đến. Từ góc độ chiêm tinh học, thần đồng tiên tri 15 tuổi cho rằng thế giới có thể phải trải qua một thời kỳ hỗn loạn hơn nên cần chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, Abhigya tin rằng tình hình dịch bệnh sẽ sớm có dấu hiệu khả quan và tình hình kinh tế của thế giới sẽ cải thiện vào tháng 5 năm 2022. Trước đó, cái tên Abhigya Anand đã được truyền thông thế giới để ý đến khi đưa ra những lời tiên tri về tương lai thế giới dựa vào chiêm tinh học. Chưa nói đến khả năng tiên tri, bản thân Abhigya đã là một thần đồng khi ở tuổi 14. Cậu đã có văn bằng tốt nghiệp sau đại học về vi sinh vật Ayurveda, là người trẻ tuổi nhất Ấn Độ tốt nghiệp văn bằng này. Hiện tại, Abhigya đã thực hiện nghiên cứu về chiêm tinh ở cấp độ tiến sĩ trong lĩnh vực tài chính tại Đại học Chiêm tinh Davia Jyothi. Cậu bé có khả năng giao tiếp bằng 6 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng Tami, tiếng Sinhi, tiếng Hindi và tiếng Canada. Abhigya được cho là dự đoán chính xác một số sự kiện trên thế giới. Nổi tiếng nhất chính là việc tiên đoán sự xuất hiện của dịch COVID-19 bắt nguồn từ Trung Quốc từ cuối năm 2019, sau đó lây lan ra các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng vào lời dự đoán của cậu bé này. Cậu bé Abhigya Anand sinh năm 2006. Từ năm 8 tuổi, cậu đã được học 4 kinh văn kinh điển Bhagavad Gita của Ấn Độ giáo. Cậu bé thích xem thần thoại, học chiêm tinh và thường thức dậy lúc 4 giờ mỗi sáng để cầu nguyện. Từ nhỏ, cậu đã biết tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng Tami, tiếng Sindhi, tiếng Hindi và tiếng Canada. Ngoài ra, Anand còn có bằng tốt nghiệp về vi sinh vật Ayurveda từ một trường đại học Ấn Độ và cũng là người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp văn bằng này trong nước. Ayurveda là y học truyền thống của Ấn Độ giáo, chủ yếu sử dụng các loại thảo mộc, massage và liệu pháp yoga. Hiện Anna đang theo học tiến sĩ, chuyên ngành chiêm tinh tài chính, Financial Astrology.
Nhờ những thành tích nổi bật của mình, cậu bé đã nhận được giải Thần Đồng Thế Giới, một giải thưởng chỉ được trao cho vài trăm trẻ em trên toàn cầu. Kính thưa quý vị, như các bạn đã biết, hàng triệu liều vaccine đã về tới Việt Nam và rất nhiều người dân đã được tiêm chủng. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề này. Tuy nhiên đến nay, vaccine vẫn là giải pháp ưu tiên số 1 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nếu như bạn đang băn khoăn liệu có nên tiêm vaccine phòng ngừa COVID không? Liệu tiêm vaccine có an toàn không? Biến chứng và mức độ phòng ngừa là như thế nào? Mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay sau đây. Những điều cần biết trước khi tiêm phòng vaccine COVID-19. Nếu bạn đang băn khoăn về việc tiêm phòng vaccine phòng ngừa COVID-19 có an toàn hay không, những biến chứng sau khi tiêm như thế nào, hãy lắng nghe những điều dưới đây. 1. Tiêm vaccine COVID-19 rồi, có bị mắc COVID-19 nữa không? Hoàn toàn có thể. Theo các chuyên gia cho biết, không một loại vaccine nào có hiệu quả phòng bệnh 100%. COVID-19 vaccine AstraZeneca cũng tương tự. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford được chứng minh tạo hiệu quả bảo vệ lên đến 89%. Số còn lại tiêm xong vẫn có thể nhiễm bệnh. Mặc dù vậy, bệnh sẽ nhẹ đi rất nhiều. Tỷ lệ nằm viện hoặc biến chứng nặng là không xảy ra. Theo các chuyên gia khuyến cáo, thì trong 3 tuần sau liều tiêm đầu tiên của vaccine, 7 trong số 10 người được bảo vệ ở một mức độ nhất định. 4 đến 12 tuần sau, cần tiêm liều thứ 2 và phải tiếp tục tuân thủ các quy tắc địa phương, thực hiện thông điệp 5K, đeo khẩu trang, rửa tay và giãn cách xã hội. 2. Tiêm vaccine phòng COVID-19 có gây vô sinh không? Nhiều người lo lắng không biết việc tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 có gây vô sinh không? Thì câu trả lời là không. Theo các nhà nghiên cứu chia sẻ, thì hiện không có bằng chứng hay dữ liệu nào chứng minh tiêm vaccine virus corona có thể gây vô sinh. Các nhà nghiên cứu cho biết, không có loại vaccine COVID-19 nào được cấp phép sử dụng có bất kỳ tác động đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. 3. Có nên đi tiêm vaccine COVID-19 khi đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh rồi không? Câu trả lời là có. Bởi theo các bác sĩ cho biết, mỗi người cần tiêm vaccine COVID-19, bất kể bạn đã mắc COVID-19 hay chưa. Dù đã nhiễm COVID-19 và được chữa khỏi, nhưng con người vẫn có thể tái nhiễm COVID-19. Tiêm chủng là phương pháp an toàn, đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả nhất bảo vệ cơ thể khỏi virus toàn cầu. 4. Vaccine COVID-19 có hiệu quả với các biến thể mới không? Câu trả lời là có. Hiện tại diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang có tình hình phức tạp, khó kiểm soát nguồn lây, đa biến chủng, đa ổ dịch, lây lan nhanh ở nhiều địa phương trên cả nước. Chính vì vậy, cần phải xây dựng miễn dịch cộng đồng nhờ vaccine COVID-19, được xem là một công cụ an toàn giúp chấm dứt đại dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. 5. Các phản ứng thường gặp sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chia sẻ vaccine COVID-19 an toàn và bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công, biến chứng và tử vong do virus SARS-CoV-2. Sau khi chủng ngừa, bạn có thể gặp một số tác dụng phụ nhẹ. Đó là những dấu hiệu tốt cho thấy cơ thể đang được bảo vệ. Điều này có nghĩa là vaccine đang hoạt động và hệ thống miễn dịch của bạn đang đáp ứng một cách bình thường. Cũng giống như các loại vaccine khác, vaccine phòng COVID-19 có thể gây ra những phản ứng từ nhẹ đến trung bình như sốt, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, nhịp tim nhanh. Các triệu chứng này có thể xuất hiện sau khi tiêm, tự biến mất sau vài ngày và không ảnh hưởng đến sức khỏe. 6. Người cho con bú có nên đi tiêm không? Theo các chuyên gia cho biết, người đang cho con bú nên đi tiêm phòng COVID-19 đã được chứng minh an toàn và hiệu quả vượt mức kỳ vọng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Sau khi được chủng ngừa, con bạn có thể gặp các phản ứng phụ thông thường và tự biến mất sau vài ngày. Tuy nhiên, đối với trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, các nhà khoa học trên thế giới đưa ra khuyến nghị chưa không nên tiêm vaccine COVID-19. 7. Phụ nữ đang mang thai có được đi tiêm không? Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được khuyến cáo không tiêm cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Hiện tại có rất ít số liệu đánh giá tính an toàn của vaccine trong thời kỳ mang thai,
nhưng do phụ nữ đang mang thai có nguy cơ bị biến chứng cao hơn khi mắc COVID-19. Ở một khía cạnh khác, phụ nữ mang thai vẫn có thể được tiêm phòng vaccine nếu lợi ích của việc chủng ngừa lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn do vaccine. 8. Vaccine có hiệu quả trong bao lâu? Vì vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca là loại mới nên chưa có thời gian để xác nhận việc bảo vệ kéo dài trong bao lâu. Tuy nhiên, vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 đã được cung cấp cho hàng ngàn người trong các thử nghiệm lâm sàng. Tất cả đều được theo dõi cẩn thận trong 12 tháng. Theo khuyến cáo, vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được tiêm đủ 2 mũi. Nếu bạn quên tiêm mũi thứ 2 theo lịch hẹn, hãy liên hệ bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được tư vấn. Việc tiêm mũi thứ 2 vaccine COVID-19, vaccine AstraZeneca rất quan trọng. 9. Khi đã tiêm 2 mũi, thì có cần mang khẩu trang không? Câu trả lời là có. Bộ Y tế khuyến cáo, không phải tất cả mọi người đều cho đáp ứng miễn dịch khi chủng ngừa giống nhau. Với hầu hết các vaccine, tỷ lệ bảo vệ không bao giờ là tuyệt đối 100%. Vaccine COVID-19 cũng tương tự. Do đó, vẫn có sự lây nhiễm đối với người đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19.